Vingroup quý 4 2023 lần đầu tiên doanh thu sản xuất vượt lên dẫn đầu, tỷ trọng doanh thu bất động sản chưa đến 20%. Được biết, trong quý 4 2023, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào năm 2021. Tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIC vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 2023. Theo đó, doanh thu thuần quý 4 đạt 27.428 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động sản xuất mang về chủ yếu với 41% doanh thu cho Vingroup trong quý ngày với 11.266 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản lại giảm mạnh 84% so với cùng kỳ, còn 4.808 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản mang về doanh thu lớn thứ 3 với 2.396 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên kể từ khi VinFast đi vào vận hành thương mại, doanh thu hoạt động sản xuất của Vingroup mới vượt qua doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và trở thành nguồn thu chủ lực của Vingroup. Trong khi đó, doanh thu hoạt động sản xuất của Vingroup có sự đóng góp của công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM. Cụ thể, trong báo cáo tài chính quý 4 của Vingroup cho biết, lũy kế đến hết năm 2023, công ty đã ghi nhận khoản thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đối với GSM là 20.164 tỷ đồng. Con số này trong quý 3 2023 là 9.141 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng trong quý 4, GSM đã đóng góp 11.023 tỷ đồng doanh thu cho Vingroup. Ngoài ra, Vingroup còn ghi nhận khoản phải thu 2.424 tỷ đồng đối với GSM tại ngày 31 tháng 12, 2023. Được biết, trong quý 4, 2023, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào năm 2021. Tại thị trường Bắc Mỹ, VinFast đã nhận được 70 đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý trên toàn nước Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho đợt bàn giao đầu tiên của VF9 vào năm 2024. Tổng doanh thu cả năm 2023 đạt 161.634 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước, chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3, cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với năm trước. Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của doanh nghiệp này. Lợi nhuận trước thuế của Vingroup trong 2023 đạt 13.681 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.051 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tại ngày 31 tháng 12, 2023, tổng tài sản Vingroup đạt 669.617 tỷ đồng, tăng 16% so với số đầu năm. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.